rau cổ truyền đấy. Cô ơi, có ở đây rau nhót không ạ? Cái này là đã trần qua rồi hả cô? Được qua rồi cháu ơi. Đây là cá 20.000 một cân cho cháu. 60.000 một cân rau. 60 cái gì hả cô? À đúng rồi. À xào với hà. Rau nhót này. Rau nhót này hà này, xào nhót nhót. Xào với hà. Em ơi, khoai cá. Con tỏi chứ. Nếu mà cháu xào với hà thì thôi tỏi. Xào với tỏi không thì mới tỏi. Ngoài ra còn có món gì không ạ? Không còn gì, cháu về cháu ngâm mà không có rửa cho bắt đi cháu. Ngâm à? Không ngâm nó vào. Cháu chưa ăn không ngâm này. Ngâm vào nước thường đấy ạ? Ngâm nước thường không, cháu để như này, cháu để vào tủ luôn. Ngăn mát nữa. Cháu để ngăn mát. Ngăn mát để hàng tuần được mà. Rau kiểu như rau biển ấy. Rau tự nhiên ấy. Cái này là mình lấy ở trên cạn hay dưới đầm hả cô? Dưới cạn. Cái này xào với hà kia với đầm tỏi. Đúng mùa đấy. Mùa là bắt đầu từ giai đoạn nào nhỉ cô nhỉ? Tháng 5 này. Từ tháng 5 tháng 6 bây giờ sắp hết rồi. Bây giờ hết rồi. Tháng 5 tháng 6 dương. Rồi nấu gì ạ? Xào với hà. Ngoài xào thì làm được gì nữa hả cô ơi? Có làm nộm nữa không? Rau này hả cả? À thế ạ? Trông đặc biệt. Rau này rau dại. Ngon hả? Hà để lâu có sao không cô ơi? Để ngày mai cũng được. Nhưng mà tại vì tí tối cháu mới về thì... À, để thoải mái. Để thoải mái. Một cân nữa hả cháu? Vâng, cháu lấy một cân. Hà như nào ạ? 50.000 tiền hà nhé. Là bao nhiêu một cân ạ? 100 một cân ạ? Ăn bao tiền? Thôi cháu 50 đi. Chúng hoan.